Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cả nhà tô màu bức tranh một cô gái với gương mặt rất là xinh đẹp này, cùng bắt tay vào tô với mình nhé. Bông hoa cài tóc này mình dùng màu hồng nhé. Mình dùng màu đi. Cái áo này thì mình cũng tô màu hồng nhé.
thôi. Vậy là chỉ với ít phút mình các bạn sẽ xem bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang cầm bức tranh một cô gái mặc chiếc áo màu hồng rất là dễ thương. Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình đấy nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những clip hướng dẫn tô màu rồi tiếp theo.